Tao anh em mình đang lặt cá thì hôm nay có dở hết nha mọi người. Để nhà tao mình vừa mới chạy vào đảo Bạch Long Vĩ thì bữa nay các tàu thuyền vào rất là đông mọi người ạ. Anh em đang có lặt cá nha mọi người. Đấy. Thì ta hôm nay được mình được tạ mực cho mọi người. Mới tạ mực. Đây là mọi người đang còn lặn cá. Mọi người bảo là nhân viên ta lơ là lắm lý cố phí. Đây là cái vắng nuôi mực của bọn mình. Thâm nuôi mực sống ấy. Đây là cảng Phú Sư. Đây Phú Sư rồi. Một số cá của bọn mình, cá cơ, cá lựa. Đấy, thì mọi người mấy ảnh mấy chú đang phân loại cá này. Thì chỗ mình léo đầu là phía khu vực phía tổng cảng của Bạch Long Vĩ nha mọi người. Thì sáng ngày nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ quay khung cảnh Bạch Long Vĩ, đảo Bạch Long Vĩ cho mọi người xem. Khái cá đầu tới rồi mọi người. Cá mú à. Thì anh Dũng đang xếp khái cá cơ và cá mú. Thì loại này đắt tiền nhất trong các loại cá của bọn mình. Đấy, anh Dũng đang có xếp cá cơ ấy mọi người. Một tấm nhá, một tấm đồng một ký cá bên nhập. Còn đây là cá đồng. Bởi mình gọi là cá đồng ấy mọi người. Cá này ăn cũng rất là ngon, tuyệt vời ấy mọi người. Khái cá chấm. Còn đây là khái cá dứa. Cá này thì rẻ tiền mọi người ạ. Có 20.000 một ký cá dứa. Còn vài lỗ ấy. Bữa nay thì bọn mình được rất là ít tôm, có mấy con tôm thôi mọi người ạ. Khai điệp rồi. Còn đây là khai cá chuồn, cá đùi gà ấy. Khu vực đảo Bạch Long Vĩ thì hôm nay có dỡ lấy nhà rất là nhiều tàu thuyền vào tú dỡ nha mọi người. Đây là một số con tí nhỉ. Tao bọn mình vừa mới chạy đá để nhập mực cho thú mua nha mọi người. Bọn mình vừa mới chạy đá phía ngoài đảo để nhập cho thú mua, nhập mực ấy. Đang chờ mấy chiếc kia nhập sóng thì đến lượt tao mình nhập mực cho thú mua. Thôi bọn mình đang ướp cá này. Khải mày mày à. Khải ghẻ. Khải điệp điệp. Đây là mấy thùng tôm của bọn mình. Thì lát bữa ấy bọn mình được ít có mấy lỗ tôm. Có mười tôm hết để luộc luôn. Không, có mười còn lại. Phía trước kia là khu vực phía tổng đảo nha mọi người. Bởi mình vừa mới chạy ra phía ngoài này để nhập mực cho thu mùa.
Chiếu đá à? Ờ, kính vuông luôn ra rồi. Đá thì bởi mình mới đi được có 4 lát nên rất là dễ chập. Nhưng mà để dài ngay thì đá nó cứng nó khó đập mọi người ạ. Đây, đá kiến cuông xuống rồi. Đi từ 5 ngày đến 7 ngày trở lên thì đá rất là cứng và khó đập. Tàu bọn mình đang chờ một chiếc nữa nhập sóng thì đến lượt là tàu mình nhập nha mọi người. Tại vì mình vừa mới đến sáu hai chiếc kia thì phải chờ hai chiếc kia nhập sóng đã thì tàu mình mới nhập mực. Thì đài báo có gió cấp 8 giật cấp 9 trở lên thì mình mới chạy vào đảo Bạch Long Vĩ để trú gió. Thì những ngày bình thường gió cấp 6, cấp 7 hoặc là cấp 8 thì mình vẫn đánh lưới. Nhưng mà đợt này gió cấp 9 giật cấp 9 trở lên thì mình phải chạy vào đảo để trú gió một ngày. Thì tầm tối mai gì đó hoặc là chiều mai thì bọn mình sẽ chạy giá để đánh lưới. Thì mọi người có thể nhìn thấy phía tổng kia đoàn đổ rất là đông vì đợt này sở tở lên tất cả các tàu thuyền đều vào đảo để trú gió ấy. Có một số đoàn lưới của bọn mình chớp rất là nhiều các chụp tiếu ấy, các cờ tiếu thì các tàu đang đổ những dãy chớp này thì đoàn lưới của bọn mình đang đổ xung quanh đảo thì phía tổng đảo chật đổ hai vắng của lưới bực của bọn mình à. Bực sống rất là khỏe thì mới đánh bởi mình mới đánh hồi chiều ấy, vừa mới kéo lưới hồi chiều được đấy, mực sống rất là khỏe. Phía bên này cũng vậy. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người vị trí của đảo Bạch Long Vĩ nằm ở vị trí 20-07, độ đóng thì đã được 1807.43. Đây là vị trí của đảo Bạch Long Vĩ nha mọi người. Phía tổng này thì đầu bếp của mình đang nấu ăn chuẩn bị buổi tối ấy. Mực bởi mình kéo lưới được. Wow, bữa nay bởi mình luộc nguyên một lôi tí kệ luôn. Cái này mồi nhậu rất là ngon mọi người ạ, tuyệt vời luôn. Tôm, ghẹ và ốc. Đây là lôi cá nè mọi người. Lôi dây. Đây là lôi đồ xào bực mọi người ạ, bực lá đấy. Còn lôi này là lôi cánh tít, lôi cánh bê bê á.
tàu mình sẽ vào nhập cho thu mua, vừa mới kẹp vào ấy, chuẩn bị kẹp vào. Bên này cũng có một chiếc là ngò chờ kẹp vào ấy mọi người. Thì phải mình nhau bắt mực rồi. Ừ, quay. Anh em mình đang bắt mực nha mọi người. Đây rồi, bên chủ án đây rồi. Rồi. Hello. Đấy, đó là ấn vào cảnh. Giờ phía bên kia là tàu cầu của Quảng Bình á, cầu cả mú và cả cờ. Quay nào, quay dưới đây này bao nhiêu cho nên mới còn mà. À, mình vừa mới treo quả tàu thu mua nha mọi người. Tàu sắt, thu mua tàu sắt, các cầu rồi, cá nó có sống luôn mọi người ạ, cá đỡ, còn cá hồng rồi, cá hồng rất là tệ luôn, một số cá mú, khải cá thẹt, cá cơ ấy mọi người, cá cầu. Thì vừa mới có một chiếc cá cầu của Thanh Hóa vừa mới vào bán, toàn cá ngửi luôn mọi người ạ, cá này rất là đắt tiền. Đây là tàu cầu của Quảng Bình nha mọi người, đang bắt cá nhập vào thu mua ấy. Trời. Toàn là cá mú vàng luôn mọi người ạ, cá cầu này giờ rất là tươi. Thùng xám rồi mọi người. Thế
bên đây là chỗ nuôi gà và cầm mú. Các cậu lấy rất là tươi, không như cá lưới. Cá lưới thì nó vâng vâng. Bây giờ mình sẽ đi qua tàu của mình để chạy vào chạy vào đảo để léo đầu thì mãi lại thì mình sẽ chạy ra để đánh lưới nha mọi người. Thì anh Dũng đang ở phía bên tàu để tính tiền đó mọi người. Thì chờ anh Dũng tính tiền xong thì mới có kết quả. Ở phía tổng này thì anh Dũng đang ở tính tiền. Tổng được mấy? Được không? 25 triệu. À? Như vậy thì tao mình nhập được 25 triệu mọi người ạ. Thì như vậy bởi mình vừa mới nhập mực sống ấy mọi người, được 25 triệu. Thì bởi mình sẽ chạy vào đảo để léo đầu cùng với đoàn lưới của bởi mình, đoàn lưới bề trí người hồng. Thì tầm sáng ngay thì bởi mình sẽ đi chạy ra để đánh lưới vì cũng hết sở rồi mọi người. Thì sau mình đây khu vực đảo nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ vào tắm rửa để ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi. Thì tầm sáng mai thì nếu có dịp mình sẽ quay và chia sẻ cho mọi người về khung cảnh của đảo Bạch Long Vĩ nha mọi người. Ok thì bây giờ mình xin kết thúc cái video của mình tại đây. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video của mình. Thì nếu mọi người thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.